Bộ phim Không Thể Ôm Em. Tập 12. Chí Hạo, anh về nhà tắm rửa trước đi, không phải để ý tới em đâu. Lý Thi Nhã, đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy em đói đến mức ngất đi đấy. Em không biết rốt cuộc bị sao nữa. Nói đi, cho anh câu trả lời. Câu trả lời gì chứ? À, không có gì, chỉ là hỏi về bệnh tình của em thôi. Anh đã hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Đúng rồi, chỉ là hơi thiếu dinh dưỡng chút thôi. Ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện một chút. Anh chăm sóc Thi Nhã kiểu gì vậy? Tôi không biết cô ấy ăn kiêng đã lâu như vậy. Hai ngày trước tôi vẫn cùng cô ấy ăn cơm mà. Anh thì hiểu cái gì? Có biết mình đang làm gì không? Nếu không có khả năng chăm sóc Thi Nhã thì đừng lãng phí thời gian của cô ấy. Tôi cũng đang rất cố gắng. Lần sau mà còn như vậy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Chí Hạo, anh đừng áy náy mà. Đây là lựa chọn của em. Là em. Thực ra có rất nhiều thứ em có thể ăn, chỉ là không biết tại sao em lại không muốn ăn. Đây là lựa chọn của em. Anh đừng tự trách mình nữa. Là lỗi của em. Anh không thích em như vậy. Anh muốn hiểu về em nhiều hơn. Anh muốn biết hôm nay em ăn những gì, tâm trạng có tốt không. Trước giờ anh chưa từng yêu ai, càng không có cách nào để hiểu người khác. Nhưng anh của bây giờ, cách suy nghĩ đã rất mãnh liệt. Anh muốn chăm sóc em. Sao thế này? Tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi. Lý Thi Nhã, mình nên làm gì đây? Sức khỏe đã đỡ hơn chưa? Hôm nay đã đi làm rồi à? Sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày? Vì chuyện này mà phải nhập viện, có đáng phải nghỉ ngơi không? Có điều em xấu hổ quá. Thi Nhã, muốn ăn thứ gì ngon thì cứ ăn đi. Ăn xong rồi thì đừng có dây dưa với con người nữa. Sao nói vậy? Bởi anh cảm thấy từ khi em yêu đương anh ta, cuộc sống của em không tốt lắm. Em đang có việc gấp, sẽ gọi cho anh sau nhé. Này, này, anh làm cái gì vậy? Thi Nhã, em làm gì thế? Anh làm cái gì vậy? Ở chốn đông người làm những chuyện táo bạo như vậy có thích hợp không? Trên đầu Chí Hạo có lá cây, tôi giúp cậu ấy lấy xuống thôi. Thật đúng là bạn gái anh đến rồi. Để cô ấy giúp anh đi. Gặp lại sau nhé. Chí Hạo, dạo này anh thường xuyên gặp người đó sao? Không, bởi sách mới xuất bản, anh ấy nói anh tới hiệu sách lấy chút tài liệu thôi. Lúc nãy hai người đứng sát nhau như vậy có được không? Không sao đâu, anh đỡ hơn trước nhiều rồi. Hơn nữa, anh cảm thấy anh ta không phải người xấu, còn tặng anh thuốc sát trùng nữa. Thuốc sát trùng, gãi đúng chỗ ngứa rồi đây. Xem ra mình cần phải học cách này. À, ý của em là anh cần phải cảnh giác với mọi người. Ngồi nhớ anh ta tiếp cận anh có động cơ nào đấy không rõ ràng sao? Như thế rất nguy hiểm. Trước đây anh luôn không thiện cảm với mọi người xung quanh. Nhưng từ khi gặp em, anh mới phát hiện có những người thật lòng có ý tốt, muốn tốt cho anh. Vậy nên anh cũng muốn đón nhận tình cảm của anh ta. Đúng thế, chính mình đã biến anh ấy ra như vậy. Chính mình khiến anh ấy không còn đề phòng người lạ.
Phải làm thế nào đây? Lẽ nào cứ kệ anh ấy sao? Đến cả mình lúc này còn không thể buông bỏ anh ấy được. Em xin lỗi. Xin lỗi anh. Em là do không cẩn thận bị ngã, sau đó mới ôm lấy anh. Không, không sao đâu. Nhớ cẩn thận, đừng để bị ngã. Xem ra triệu chứng đó sắp xuất hiện rồi. Triệu chứng này nói đơn giản chính là phát dục. Phát dục. Bất kỳ sinh vật nào cũng sẽ có tình trạng này, con người cũng vậy. Nhưng trạng thái này của Maga rồng mạnh hơn loài người gấp 10 lần. Vậy phải làm sao? Sẽ như thế nào chứ? Nếu như có đối tượng mình thích, bản năng này sẽ tự nhiên thức tỉnh. Sẽ rất muốn tiếp xúc với đối phương, sau đó có cảm giác hưng phấn. Sao vậy? Hay là đã vừa ý Simba rồi? Chị nói cái gì thế? Sao tự nhiên nhắc đến tên đó? Chỉ là gần đây em nghe được một vài tin đồn nên muốn hỏi chị thôi. Được rồi, em cúp máy đây. Liệu có phải vì nụ hôn trên đảo kia nên mới như vậy? Lý Thi Nhã, mày bình tĩnh đi. Đừng có nghĩ những thứ dớ dẫn nữa. Cứ như kẻ biến thái vậy. Cái gì vậy? Sao mình có thể hành động như thế? Mình phát dục sao? Lý Thi Nhã, mày là đồ biến thái. Thi Nhã, bộ phim này có được không? Được, chúng ta xem nhé. Thi Nhã, em sao vậy? Không khỏe sao? Không cần miễn cưỡng vậy đâu. Hay là anh tắt đèn nhé. Không, không cần đâu, không sao đâu mà. Bộ phim kinh dị này em thật sự không sợ sao? Em không sao mà. Em rất thích thể loại đó, chỉ cần không có ma là được. Bình tĩnh. Chỉ một lần trước thôi. Chuyện đó chỉ là ngẫu nhiên. Không thể coi đó triệu chứng như Thôi Tuân Hách nói là triệu chứng của mình được. Chúng ta lâu rồi không xem phim cùng nhau. Đúng thế. Lần đầu tiên hẹn hò chúng mình đã đi xem phim. Em có nhớ không? Đương nhiên nhớ rồi. Lúc đó anh còn như bị ép ý. Thực sự không ngờ hai chúng ta lại quen nhau. Thần kỳ thật. Đúng thế. Bởi lúc đó em cứ nghĩ anh sẽ là thức ăn của em. Nhưng bây giờ Thi Nhã, em sao vậy? Em có chút không khỏe, em phải về nhà đây. Rốt cuộc là triệu chứng kỳ lạ gì? Mình nhất định phải hỏi rõ. Lúc đó rõ ràng có thể thoát ra, nhưng không biết tại sao
Mình đang nghĩ đi đâu vậy? Tập trung làm việc thôi. Lâu rồi không quay lại trường. Thỉnh thoảng tôi cũng tới trường đi dạo. Nhìn bọn trẻ chơi đùa thế này, bao hồi ức trôi qua lại quay trở lại. Đúng vậy. Bản thảo của anh tôi xem rồi. Nhân vật từ nhỏ bị lãng quên, bị tổn thương, cuối cùng trở thành kẻ giết người. Từ bào chữa những hành vi giết người của mình trở nên hợp lý. Hình ảnh đó gây cho tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi cũng đôi chút kinh ngạc. Tuy biết là anh viết rất hay, nhưng khi tận mắt đọc những dòng văn của anh, nghe anh miêu tả sự cô độc, thực sự khiến người khác kinh ngạc. Khiến tôi tự nhìn vào bản thân mình và nhìn vào cả anh nữa. Tôi chưa từng tâm sự với bất kỳ ai. Tôi cũng từng có một khoảng thời gian đen tối khi đọc tiểu thuyết của anh. Khoảng thời gian đó dường như một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nói những điều này buồn cười lắm, đúng không? Tôi hiểu chứ. Tôi cũng từng có một khoảng thời gian như vậy, cho nên mới có thể viết ra những trải nghiệm đó. Anh biết không, có thể gặp được người mình cùng trao đổi tâm ý, tìm được người đồng cảm với mình không dễ đâu. Tôi cảm thấy chúng ta có thể trở thành bạn bè của nhau. Sao lại mơ giấc mơ như vậy? Gà rán cởi hết đồ ra, sao mình có thể như vậy? Đúng là điên rồi. Chí Hạo, em về sớm vậy? Có chuyện gì sao? Nếu em không bận việc gì, đi xem triển lãm tranh với anh đi. Nhà xuất bản gửi anh hai vé mời. Nếu là triển lãm tranh thì em không đi đâu. Em không hiểu gì về tranh cả. Vậy thì thôi, anh rủ biên kịch thôi cùng đi vậy. Chí Hạo, em đi. Em đi cùng với anh. Tuy không phải cuối tuần, nhưng những người tới tham quan cũng đông đấy. Mấy năm trước cũng vậy. Anh xem. Thi Nhã, em đứng đó làm gì? Em muốn biết nó làm bằng chất liệu gì. Mau lại đây. Lại đây với bọn anh. Phải cố hết sức cách xa anh ấy. Lỡ lại xảy ra chuyện gì thì sao? Không khống chế được thì làm sao nhỉ? Nhưng cũng không thể để Chí Hạo và tên đó ở riêng với nhau được. Ai biết hắn có mưu mô gì chứ. Có muốn qua bên kia xem không? Nhìn bức này đi. Bức này nữa. Thi Nhã, bức này là tác phẩm của một nhà thư pháp mà anh rất thích. Có phải Thi Nhã không biết những chữ này không nhỉ? Nhẫn nại. Phải nhẫn nại. Có muốn sang bên kia xem không? Được. Vì ở đây có nhiều người, nên trước đây anh chưa từng tới xem. Không ngờ lần này tới lại thu hoạch được nhiều thứ. Cũng xem lâu rồi, nghỉ một lát đi. Anh đi mua nước uống. Được. Tạm biệt.
Giờ chỉ còn hai chúng ta. Tôi nói cho anh biết, giữa hai người đàn ông sao có thể có chuyện đụng chạm chứ? Tốt nhất anh đi tìm một con mồi khác, đừng dòm ngó của tôi. Tôi không hề hứng thú với việc đi săn của cô. Nhưng về chuyện con mồi đó, cậu ta thật sự rất có sức hút. Có điều, bây giờ cô đã bắt đầu suy nghĩ cho con mồi rồi nhỉ? Tôi chỉ là không muốn chia sẻ đồ ăn của mình với người khác mà thôi. Thật sao? Thật. Thật sự là như vậy à? Lúc ở trong thang máy có con mồi nhưng không dám ăn, đói đến nỗi ngất xỉu ra. Là cô phải không? Cứ kêu không đói, sao lại không tự chủ được, cứ muốn sờ vào con người ta. Cũng là cô chứ, dở kịch phát dục với con người. Đến lúc gay cấn, cao trào rồi đây. Tôi thật sự rất muốn được xem đó. Phát dục, anh nói dớ dẫn gì thế? Tôi chỉ là thích mùi vị của đồ ăn thôi. Lý Thiên Nhã, cô không cảm thấy bản thân cô rất đáng thương sao? Cố gắng nhẫn nại nhưng không lấy được. Thật vừa là buồn cười vừa đáng thương. Cô là một con ma cà rồng, là sinh vật cao cấp hơn con người, mà đến đồ ăn của mình còn không xử lý được. Nghe tôi, hãy làm thỏa mãn bản thân mình đi. Thỏa mãn? Cô nên hiểu được ý của tôi. Nhưng lúc còn sớm, giải quyết cậu ta. Không thì để tôi. Mùi nước hoa của anh đặc biệt quá. Là phiên bản giới hạn sao? Vẫn chưa tung ra thị trường à? Quá ra kẻ đi theo tôi hết lần này tới lần khác thì ra chính là anh. Lúc ở trên đảo cũng vậy. Bây giờ người lợi dụng Chí Hạo cũng là anh. Cô đang nói gì vậy? Từ lúc nào anh đã có âm mưu với tôi? Từ lúc nào anh bắt đầu nhắm vào tôi? Với Chí Hạo cũng là mượn cớ chứ gì? Gần đây những vụ mất tích của ma cà rồng chắc đều liên quan đến anh, đúng không? Cô nói chuyện gì thế? Thứ nhất, tôi không hề bám theo cô. Thứ hai, chuyện ma cà rồng mất tích mà cô nói cũng không liên quan tới tôi. Tôi lại càng không có hứng với cô, Lý Thi Nhã. Người mà tôi có hứng là Khương Chí Hạo. Anh cứ thừa nhận đi. Bởi vì mùi hương trên người anh giống y hệt với người bám theo tôi. Mẫu nước hoa này còn chưa được bán, vậy người đó chắc chắn là anh. Chỉ vì mùi hương sao? Tôi cũng chỉ là nghi ngờ thôi. Nhưng anh là kẻ rất đáng nghi. Loại nước hoa này là công ty dược mỹ phẩm NN tặng tôi, do tôi đã quay phim giúp họ. Quả thật, loại nước hoa này chưa được bày bán. Nếu cô thích, đợi khi nào bán tôi sẽ mua tặng cô một lọ. Tôi không thèm. Hai người đang nói chuyện gì thế? Cảm ơn. Không có gì. Chúng ta qua bên kia xem đi. Được. Hôm nay vui lắm. Cảm ơn anh mời tới. Đừng khách sáo. Tiện thể thôi mà. Vậy tôi đi trước đây. Đúng rồi, chú ý sức khỏe nhé. Sao cơ? Chú ý sức khỏe. Thi Nhã, chúng ta cũng đi thôi. Vâng. Chú ý sức khỏe. Cái gì mà chú ý sức khỏe chứ? Mới nắm tay thôi mà. Sếp Du, tôi vừa phạm phải sai lầm chí mạng. Do dùng thử mùi nước hoa mới, hương chưa bay hết đã đi lên đảo, bị Lý Thi Nhã ngửi ra. Vừa rồi Lý Thi Nhã gọi điện hỏi tôi danh sách những người được tặng nước hoa mới. Tôi không biết liệu có điều tra ra tôi không nữa. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ tự thú, sẽ không liên lụy tới anh đâu. Tôi đã chuẩn bị cho cậu ít tiền. Tới lúc phải đi thì đi thôi. Dù sao thì
Thời gian của tôi cũng không còn nhiều. Tôi không đi. Cho dù điều tra ra được tôi cũng sẽ không để liên lụy đến anh. Tiểu Sáng đâu? Vẫn không chịu nói gì sao? Các cách đều dùng hết rồi, vẫn không nói gì, chỉ một mực đòi chết. Người đâu? Người đâu? Ai cho phép các cậu đối xử với cô ấy như vậy? Tôi gọi cô ấy tới để nhờ giúp đỡ. Mấy cậu đối xử với người giúp đỡ tôi như thế này à? Còn ngây ra đó làm gì? Tháo ra. Vâng. Xin lỗi. Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành thế này. Nhưng đây thật sự không phải ý của tôi. Còn ngây ra đó làm gì? Gọi bác sĩ đi. 5 phút bác sĩ mà không tới thì nghỉ việc hết cho tôi. Vâng. Cô cười cái gì? Các anh đổi vai rồi hả? Sao? Diễn xong vai mặt trắng, giờ đổi thành mặt đỏ đúng không? Cũng đúng. Nhìn dáng vẻ bây giờ của cô thì cô nghĩ như thế cũng không lạ. Tôi biết giờ tôi có nói gì cô cũng sẽ không tin. Đúng là không tin. Hiện giờ tôi có một yêu cầu, nói đi. Tôi sớm muộn gì cũng sẽ chết. Không thể để tôi chết nhẹ nhàng chút được sao? Không. Cô bắt buộc phải sống. Trên đời này có rất nhiều người vì muốn sống tiếp mà không từ thủ đoạn. Chỉ cần cô còn sống thì tôi sẽ không để cô chết được, cho dù anh để tôi sống tiếp. Rồi ngày ngày giày vò tôi như thế này thì tôi vẫn sẽ không đưa cho anh danh sách đó đâu. Được. Không sao. Chỉ cần cô còn sống. Nhưng mà tôi không thể để cô đi. Bởi vì nếu tôi để cô đi thì có rất nhiều việc tôi không thể hoàn thành. Còn danh sách đó cô không đưa cho tôi cũng chẳng sao. Tiếp theo, cô có thể sống như một người bình thường. Ở nơi này, trừ việc liên lạc với bên ngoài ra thì yêu cầu gì tôi cũng chấp nhận. Cô có thể làm bất cứ chuyện gì. Tại sao? Chắc đói lắm rồi đúng không? Đến sức để nói chuyện cũng không có. Ăn đi. Ăn đi. Cô có thể hấp thụ năng lượng của tôi. Tôi có ý tốt đấy. Sao anh phải làm như vậy? Chẳng qua là thiện ý của một người sắp chết thôi. Ai là người sắp chết? Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi đi trước đây. Sẽ quay lại thăm cô sau. Thi Nhã, hôm nay em phải đi làm sao? Anh muốn tới hiệu sách, chúng ta cùng nhau đi nhé. Em có việc rồi. Đúng là bận thật. Cảm ơn. Em vẫn tiếp tục tránh mặt anh ấy à? Em đâu còn cách nào. Bây giờ còn chẳng dám nhìn thẳng vào anh ấy cơ. Cứ nhìn thấy anh ấy liền nghĩ đến chuyện kỳ lạ. Hơn nữa tay của em sẽ bất giác vươn về phía anh ấy. Em không biết cứ tiếp tục thế này phải làm sao nữa. Với lại em cũng không dám kể cho Lý Tam Tịch và Simba nghe nữa. Anh biết em bị làm sao rồi. Là triệu chứng kiểu đó. Sao anh biết? Đó là triệu chứng chỉ Macaron mới có thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, em thích anh chàng đó sao?
Thứ nhất, anh không quan tâm triệu chứng của em với anh ta thế nào. Em cứ xác nhận lại chuyện tình cảm của mình đi. Tình cảm của em với người ấy, xác định xem đó là tình yêu khác giới hay chỉ đơn thuần coi anh ta là thức ăn thôi. Hãy tự hỏi trái tim mình rồi hãy quyết định. Như thế sẽ tốt hơn, đúng không? Trước khi xác định rõ trái tim mình, nếu triệu chứng đó lại xuất hiện, anh dạy em chiêu này. Em cứ hát nhạc thiếu nhi, dùng trái tim chân thành nhất của em mà hát. Anh mỗi lần làm thế là mọi chuyện ổn ngay. Hát nhạc thiếu nhi à? Có hiệu quả không vậy? Hiệu quả lập tức. Được. Thi Nhã, Chí Hạo, anh đứng đây làm gì? Anh ở đây hít thở không khí chút, nhân tiện đợi em. Vậy à? Thi Nhã, em không sao chứ? Cái gì cơ? Gần đây cứ có cảm giác rất khó được gặp em. Hơn nữa nhìn em có vẻ rất bất an. Không sao chứ? Không được, tim lại đập loạn rồi. Nếu cứ như thế sẽ... Thi Nhã, nếu như em có chuyện gì phiền lòng cứ nói với anh, đừng lại gần em. Em không sao cả. Không liên quan gì đến anh hết. Là vấn đề của riêng em thôi, anh đừng lo lắng. Gần đây em quá mệt mỏi, em về nhà trước đây. Này, bên bờ kia dãy núi có một bầy tinh linh xanh. Chúng vừa nghịch ngợm nhưng rất thông minh. Bên bờ kia dãy núi có một bầy tinh linh xanh. Sao, tinh linh xanh à? Chúng vừa nghịch ngợm nhưng rất thông minh. Party ở quán bà, đúng. Lần này tổ chức ở Ba Mộng Tử, không phải năm ngoái cũng tổ chức sao? Chỉ mời macaron trong giới giải trí thôi. Em không đi đâu. Gần đây em có những chuyện không thể hiểu được ý. Em không đi chơi đâu, không có tâm trạng, đầu óc đang loạn lắm. Càng như thế thì càng phải đi chứ. Ra ngoài hít thở không khí trong lành không phải tốt sao? Đúng không? Gần đây em quá gần gũi với con người, thế nên mới suy nghĩ linh tinh đấy. Nói rồi đi nhé, nhất định phải đi. Nếu không nhân lúc em chưa trang điểm, anh sẽ bắt cóc em đó. Chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Alo, alo. Simba, Thi Nhã cũng đi sao? Ừ, đương nhiên phải đưa cô ấy đi cùng rồi. Cậu cũng đi cùng, đúng không? Này, đó là đại bản doanh của ma cà rồng các cậu. Mình có điên đâu mà đi cùng với cậu. Cũng đúng. Đó không phải là nơi loài người có thể đi. Đúng rồi, mình có chuyện ra ngoài một lát. Chút nữa quản lý đến thì nói dối giúp mình nhé. Nói là mình ốm tới bệnh viện. Bao lần giả ốm đi bệnh viện rồi, giờ chỉ còn mỗi nói là cậu mang thai thôi. Thông minh. Vậy cứ nói mình mang thai đi. Tonight.